Tập đoàn Siêu Việt Nam triển khai dự án bố trí việc làm cho 200 sinh viên ngành kinh tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, Business Tool, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được xây dựng trên 4 mảnh ghép nền tảng, lộ trình, chuyên môn, kỹ năng, con người. Về mặt lộ trình, được đào tạo từ chuyên viên kinh doanh đến cấp trưởng phòng kinh doanh và đến cấp giám đốc điều hành. Về mặt chuyên môn, được huấn luyện để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Về mặt kỹ năng, trang bị đầy đủ kỹ năng sống để hòa nhập trong doanh nghiệp. Về mặt con người, rèn luyện thói quen kỷ luật, tinh thần tốt để có một năng lượng tích cực nhất. Mục tiêu chương trình, Business Tool cung cấp và trang bị cho học viên các kỹ năng làm việc đúng với yêu cầu của doanh nghiệp trong thực tế về năng lực, trải nghiệm, kiến thức thực tiễn để sinh viên làm việc đúng với chuyên ngành. Cụ thể, lộ trình huấn luyện của học viên bao gồm các gói đào tạo sau. Gói 1, rèn luyện theo mô hình quân đội trong suốt 6 tháng. Học viên sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt tại tòa nhà do Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam quản lý. Mọi hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao do Trường Doanh nhân sắp xếp và quản lý nhằm mục tiêu rèn luyện trong khuôn khổ nghiêm túc từng ngày, giúp học viên có được thói quen kỷ luật khi làm việc tại doanh nghiệp. Gói 2, huấn luyện kinh doanh thực tiễn. 100% các học viên sẽ được huấn luyện bởi những người đang kinh doanh thực tế, được học và trải nghiệm kinh doanh cùng doanh nhân trong 240 giờ trên giảng đường và tại doanh nghiệp, giúp học viên có góc nhìn tổng thể về nghề kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, hiểu rõ nghiệp vụ, thành thạo các kỹ năng chuyên sâu của người đi làm. Chương trình huấn luyện được xây dựng và tổ chức bởi ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Siêu Việt Nam. Gói 3, huấn luyện để hội nhập doanh nghiệp. Học viên có 600 giờ được học các kỹ năng. Hàng tuần các học viên sẽ được rèn luyện thói quen đọc sách, rèn luyện khả năng thuyết trình trước đám đông, tự tin thuyết trình, phát biểu trước doanh nghiệp. Học viên được trang bị đầy đủ các công cụ, kỹ năng để sống hòa nhập trong doanh nghiệp và cuộc sống thông qua kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, chơi nhạc cụ, trải nghiệm làm leader quản lý đội nhóm, được ăn và hiểu văn hóa ẩm thực Âu, Á. Gói 4, bố trí việc làm. Các học viên sẽ được bố trí việc làm sau 6 tháng huấn luyện với mức lương 5 triệu đồng trở lên. Làm việc tại các công ty, tập đoàn mà chủ doanh nghiệp là các đối tác của Tập đoàn Siêu Việt Nam. Có cơ hội nhận được học bổng là khóa học trợ lý tổng giám đốc nếu đạt được kết quả tốt trong quá trình học tập theo quy định của Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam. Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Siêu Việt Nam là người đã tư vấn và hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Eurowindow, Tú Ác Wedding, TH True Meal, chuỗi cửa hàng thời trang 7AM, Bát Tràng Family, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Người đã tọa đàm cùng hàng nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Nên ông hiểu rõ doanh nghiệp cần những yếu tố gì ở một người đi làm và sinh viên cần trang bị những gì để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hiểu rõ được vấn đề này, ông đã xây dựng chương trình Business Tool nhằm tạo ra cầu nối đưa nguồn nhân lực trẻ chất lượng đến với doanh nghiệp. Đối tượng tham gia dành cho sinh viên năm cuối đang học đại học, cao đẳng, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người đi làm được 1 năm hoặc trên 1 năm. Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam bắt đầu triển khai dự án từ ngày 30 tháng 3 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2019. Để tìm hiểu mọi thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tư vấn, xin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tiếp 0986 776622 hoặc 1800 2002.